Người rất nhiều bạn là nhân viên văn phòng mong muốn kinh doanh online nhưng lại không có đủ thời gian, và cũng có nhiều anh chị em mong muốn kinh doanh online vào thời điểm này nhưng lại không biết nhập hàng ở đâu, rồi lo tồn kho tồn vốn, và cũng chúng ta cũng không thể bắt đầu công việc kinh doanh online được. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một cái mô hình, đó là mô hình dropship, thì giúp cho anh chị em có thể giải quyết được tất cả các vấn đề mà tôi vừa mới nêu ra, giúp anh chị em là nhân viên văn phòng có thể kinh doanh online mà không lo chúng ta phải không có thời gian, và chúng ta cũng không lo tồn kho tồn vốn, và cũng không cần nhập hàng luôn, đúng không ạ? Vậy thì mô hình kinh doanh này nó như thế nào mà Tú lại có thể chia sẻ như vậy, và có rất nhiều anh chị em đã thành công ở mô hình kinh doanh này, tại vì đơn giản mô hình này nó đã thành công ở bên nước ngoài từ rất lâu rồi và Việt Nam nó còn mới, và đây là thời điểm để anh chị em có thể tham gia. Ví dụ như bạn Ngọc Quân chỉ mới tham gia được sau 2 tuần là bạn ấy đã tạo ra doanh thu 50 triệu một ngày ở trên Shopee, mà hai vợ chồng đều đang làm văn phòng, đang làm kỹ sư ở trong các công ty nước ngoài. Hay như bạn Đông cũng là nhân viên văn phòng và cũng tạo ra được 230 triệu sau 1 tháng kinh doanh, và còn rất nhiều bạn khác nữa. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị em cái mô hình này để anh chị em biết là cái mô hình nó tuyệt vời như thế nào. Mô hình mà Tú muốn giới thiệu anh chị em lúc này đó chính là mô hình dropship. Thì mô hình dropship này sẽ giúp anh chị em khởi nghiệp không cần vốn, không cần nhập hàng, không cần tồn hàng, không cần tồn kho luôn, đúng không ạ? Sau một đêm anh chị em có 200 sản phẩm ở trên Shopee, 200 sản phẩm xịn ở trên Shopee luôn, đúng không ạ? Vậy thì nó như thế nào thì Tú sẽ hướng dẫn anh chị em nhé. Thì mọi người sẽ, đây là một trong những hệ thống dropship bên Tú, để Tú sẽ hướng dẫn để cho anh chị em có thể có một cái nhìn nó khách quan hơn, cái trừu tượng, đúng không ạ? Thì cái mô hình này thì bất kể ai mà tham gia mô hình dropship thì có rất nhiều nhà có thể là đã tạo ra hệ thống dropship giống như nhà Tú như thế này. Như nhà Tú thì có thời trang nam này, có mỹ phẩm này, thì anh chị em cũng có thể tìm được những cái nhà khác liên quan đến gia dụng, liên quan đến tất cả các ngành nghề khác, đúng không ạ? Thì đây, nếu như anh chị em tham gia mô hình dropship bên Tú thì anh chị em sẽ chỉ việc, tôi lấy ví dụ anh chị em bán hàng trên Shopee thì anh chị em chỉ việc đặt kho, địa chỉ kho là nhà Tú, còn anh chị em cứ chỉ việc làm marketing và bán hàng, giống như bạn Ngọc Quân bạn ấy vẫn làm, đúng không ạ? Bạn ấy chỉ việc bán hàng thôi, còn cái việc vận hành và việc đóng gói hàng hóa thì nhà Tú sẽ là việc lo, cứ có đơn trên Shopee thì nhà Tú sẽ đóng gói, thì nói nôm na là như vậy, đúng không ạ? Thì trong cái mô hình này thì giữ nhà Tú đây, hệ thống này nhà Tú có hơn 100 trang sản phẩm, đúng không ạ? Thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các phân loại và nó sẽ đầy đủ thông tin để cho anh chị em có thể là đăng sản phẩm ở trên Shopee. Tôi lưu giữ sản phẩm AT01 này thì anh chị em sẽ có thể cập nhật được tồn kho ngay lập tức tất cả các sản phẩm. Thì nó khác với mô hình cộng tác viên chính là bởi vì chúng ta có thể cập nhật được tồn kho, khi khách hàng chúng ta đặt hàng thì chúng ta sẽ có hàng để gửi đi hay không, thì chúng ta sẽ biết khi chúng ta đăng sản phẩm, chúng ta cập nhật hàng ngày, thì không có chuyện là khách hàng đặt hàng mà chúng ta không có hàng, tại vì chúng ta luôn cập nhật được tồn kho. Ngoài ra thì anh chị em có thể tạo được một gian hàng ở trên Shopee 200 sản phẩm một lúc, mà trong nếu chúng ta làm cộng tác viên thì chúng ta không thể làm điều đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cho có trong hệ thống này, chúng ta sẽ hiển thị được luôn cả chỗ phần cân nặng giá xỉ và chúng ta sẽ có ảnh luôn để chúng ta đăng bài. Thì đó, tất cả các thông tin liên quan đến thông tin sản phẩm và hình ảnh đều có sẵn luôn. Thì mô hình dropship nó sẽ tuyệt vời như vậy. Thì để hiểu hết về cái mô hình dropship này và để anh chị em có thể tham gia mô hình dropship này thì Tú đã tạo ra khóa học 3 ngày miễn phí vào tuần sau. Anh chị em để đăng ký khóa học đó và để đăng làm để chúng ta có thể là hiểu hết về dropship và để chúng ta có thể học và chúng ta bán hàng ở trên Shopee thì mọi người nháy vào link Zalo, đúng không ạ? Thì link Zalo tôi đã để ở trên bài viết và tôi cũng đã để ở phần đăng ký, mọi người chỉ nháy vào chữ đăng ký để chúng ta thể nháy vào link Zalo thì chúng ta sẽ tham gia vào nhóm như thế này. Thì trong khóa học 3 ngày này thì tôi cũng hướng dẫn anh chị em cách để chúng ta đăng bài chuẩn SEO, cách để cho anh chị em thiết lập shop ở trên Shopee. Thì một cái việc quan trọng để chúng ta có thể là bán được hàng trên Shopee đó là chúng ta phải đăng bài chuẩn SEO để đưa sản phẩm lên top top sale để chúng ta có thể hiển thị trước mặt khách hàng. Và ngoài ra cái tôi cũng hướng dẫn anh chị em cách chạy quảng cáo đấu thầu từ khóa hiệu quả ở trên Shopee ở trong khóa học đó, bằng 12 bước chạy đấu thầu từ khóa và tất cả đều miễn phí, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể chạy được quảng cáo đấu thầu từ khóa hiệu quả hay để chúng ta có thể đăng bài chuẩn sale thì chúng ta cần có một công cụ tạo ra lead các từ khóa, đúng không ạ? Lead các từ khóa thì nhà Tú đang sử dụng một cái công cụ, đó là công cụ e-sale. Thì với cái công cụ này thì sẽ giúp anh chị em tạo ra hàng nghìn từ khóa liên quan để chúng ta có thể đăng được bài chuẩn SEO, cũng như chúng ta có thể là dùng từ khóa đó để chạy đấu thầu từ khóa hiệu quả. Đây tôi sẽ hướng dẫn một chút về cái Excel này nha. Cái Excel này rất là hay, công cụ đào từ khóa này. Đây, tôi lấy ví dụ tôi search, ví dụ tôi nhà tôi là áo thời trang nam chẳng hạn, tôi search từ áo phông nam, search. Đây, ví dụ từ áo phông nam này tôi đã search ra rất nhiều từ khóa. Mọi người nhìn này, cái số lượng từ khóa nó liên tục tăng lên đến hàng nghìn từ khóa, đúng không ạ?
Ví dụ áo phông nam cũng có hàng nghìn từ khóa liên quan, áo thun nam cũng có hàng nghìn từ khóa liên quan, và đặc biệt là chúng ta có thể tải tệp Excel về để chúng ta lựa chọn ra được những từ khóa để chúng ta SEO, đúng không ạ? Và có một điều đặc biệt là cái số lượng tìm kiếm trong một tháng này thì nó hoàn toàn trùng khớp với số lượng tìm kiếm ở trên Shopee. Để tôi check thử một vài từ khóa để cho mọi người xem nhá. Ví dụ từ áo phông nam, đúng không ạ? Đang có 565.577 là tìm kiếm chẳng hạn. Tôi search áo phông nam cho mọi người xem nhé. Áo phông nam. Đây, 565.577 lượt tìm kiếm, rất là chính xác ở trên Shopee, đúng không ạ? Đây, còn trên Excel 565.577. Tiếp tục này, áo phông nam nhé. Áo phông nam xem nó là số lượng bao nhiêu. Áo phông nam 58.837. Bên này là gì ạ? 58.837, nó khớp đến từng đơn vị, đúng không ạ? Để cho mọi người biết được là cái tool này như thế nào và cái công cụ này nó hiệu quả như thế nào, và nó tạo ra nghìn lượt từ khóa tìm kiếm. Và khi chúng ta có thể tải về Excel. Và cái công cụ này hiện tại ngoài thị trường đang có giá là 5 triệu đồng. Nhưng những anh chị em nào đăng ký vào lớp học và học ở trong lớp học này thì tôi cũng sẽ miễn phí tặng cho anh chị em luôn, đúng không ạ? Tặng cho anh chị em cái tool đào từ khóa này luôn, cái công cụ đào từ khóa, để anh chị em có thể là thuận lợi trong quá trình chúng ta bán hàng trên Shopee. Thì tôi rất hy vọng rằng trong khoảng 3 ngày này tôi sẽ gặp với anh chị em ở trong lớp học đó, để tôi có cơ hội để tôi chia sẻ anh chị em cái mô hình dropship rất là tuyệt vời, mô hình khởi nghiệp không đồng ở trên Shopee. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mô hình dropship này để chúng ta bán hàng ở trên Facebook, Zalo, miễn là chúng ta tạo ra mã vận đơn và chúng ta đưa lên hệ thống thì tôi sẽ vận hành, hoặc là những anh chị em làm dropship sẽ vận hành theo chúng ta. Chúng ta chỉ việc bán hàng và kiếm tiền, đúng không ạ? Hy vọng sẽ gặp anh chị em ở trong khoa học. Xin chào và hẹn gặp lại.